Anh Trung xin chào các em. Hiện tại anh đang ngồi với bạn Duy, một bạn thực tập sinh tại Đan Mạch. Xin chào Duy, em có thể giới thiệu về mình. Dạ chào anh Trung và mọi người, em tên là Duy. Từ từ 5 phút. Chào anh Trung và mọi người, em tên là Duy, quê Vĩnh Long. Em tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học chương trình tiên tiến của Đại học Cần Thơ và hiện tại là thực tập sinh chương trình thực tập sinh nông nghiệp tại Đan Mạch. Điều gì đã mang em tới Đan Mạch? Sao ta? Nói thiệt tình là tại vì em muốn đi châu Âu. Trong cái thời gian mà sau khi em tốt nghiệp và chuẩn bị để đi tìm việc làm thì sau thời gian tốt nghiệp thì em có hai hướng đi, là em định đi, một là học du học, hai là đi làm. Nhưng mà sau khi em phát hiện là có một chương trình thực tập sinh nông nghiệp, thấy nó như một cái hướng đi mới cho bản thân, rồi em chọn đi chương trình này luôn. Thế mà em qua đây thì em biết là công việc nông nghiệp đó nó vất vả không? Ban đầu em cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều về chương trình thực tập nông nghiệp của mình. Em chỉ muốn đi để trải nghiệm. Và sau khi qua bên đây thì em nhận ra là nó cũng không có quá vất vả. Không quá vất vả với em thiệt luôn á. Ok. Vậy là em thấy rất là thoải mái, rất là dễ làm, đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Thì em thấy ông chủ người Đan Mạch đối xử với em sao? Nói về ông chủ của em ha. Em thấy sao ta? Nói về ông chủ của em thì em thấy ông chủ em cũng khá là tốt tính và cũng khá vui tính, khá làm họ cũng khá respect, họ cũng khá tôn trọng những người châu Á, đặc biệt là sinh viên Việt Nam của mình. Yeah. Okay. Khi em vô làm thì ông chủ hướng dẫn em công việc được không? Ban đầu qua thì là các anh quản lý hướng dẫn em cái công việc. Với sự đầu tiên là hướng dẫn của các anh quản lý và các anh Việt Nam đi trước hướng dẫn em cái công việc ở trong farm. Em mất bao lâu để em thích nghi được và biết được công việc làm? Em nghĩ sao ta? Cái thời gian để thích nghi trong công việc của em ấy, em cứ làm thôi, chứ em không có đánh giá là cái thời gian đó em đã được thích nghi. em cứ đi làm thôi hả? Ok. Em vậy là em không quan tâm đến chuyện đó luôn. Ok. Thì em làm việc với cái đồng nghiệp của em trong trang trại thì họ có đối xử tốt với em không, hay là có những cái trục trặc gì xảy ra không? Trong nông trại của em là phần lớn là cái worker là người Đan Mạch và người lead tour, thì em thấy mọi người rất là thân thiện, hòa đồng và thường hay trò chuyện giúp đỡ các bạn sinh viên Việt Nam, đặc biệt là bạn em, họ hay rất là friendly, họ rất là để ý những sinh viên Việt Nam mới qua thực tập như em, họ rất là hay giúp đỡ, họ hỏi thăm. Ok. Thì em có giúp đỡ lại họ không? Ủa? Giúp gì ta? Ủa là có chứ, mình đi làm chung thì mình giúp nhau á anh. Ok. Rồi. Bình thường thì một ngày khi mà em làm gì thì em sẽ làm những cái việc gì ở nhà? Một ngày làm về tùy. Một ngày làm về đầu tiên là em về nhà. Em nói giỡn thôi. Chứ đợt sau một ngày làm việc vất vả, em đầu tiên về nhà thì mình daily routine mình lại làm gì ta? Thôi bỏ câu khác được không anh? Tắm cơm, tắm rửa, giặt đồ. Một ngày sau khi về nhà thì đầu tiên là sẽ chuẩn bị cơm chiều và chuẩn bị phần ăn cho sáng hôm sau. Sau đó mình tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi mình đi ngủ. Nếu có khoảng thời gian rảnh thì em chuẩn bị lấy thời gian đó để đọc sách. Dạ.
Em có thời gian để mà dành cho gia đình ở Việt Nam không? Dạ có, đối với em là gia đình là quan trọng nhất hơn. Khi đôi khi khoảng đôi khi trước trước đây trước vài vài tuần đầu thì hằng như ngày nào em cũng gọi về gia đình ở Việt Nam. Sau thời gian sau cái khoảng thời gian gần đây thì cái công việc nó hơi công việc nó hơi nhiều hơn nên cái nhất nhất là cái nên cái thời gian dành cho việc gia đình thì em hơi bị hạn chế so với trước đây. Thứ hai là do cái timeline của ở Đan Mạch thì nó cách Việt Nam 5 tiếng đồng hồ lận, nên cái việc kết nối với gia đình thì cái thời gian nó chênh lệch như thế này nên thường em tranh thủ. Cái nguyện vọng của em trước đây là qua được châu Âu, và khi em qua được rồi thì em thấy thì sao? Trước đây thì em chỉ biết châu Âu qua là phim ảnh hoặc là qua báo chí, truyền hình, internet thôi. Khi sau khi mình qua đây thì mình nhận ra, ủa, nó là châu Âu đó hả? Tức là nó cũng sao ta? Mình tận mắt thấy, tai nghe và mình tiếp xúc với những người châu Âu bên đây. Trời, không có văn nói luôn trời. Chó thật, không có văn để nói luôn á. Ok. Chó rồi. Rồi. Em khi em ở bên đây được mấy tháng thì em học được cái điều gì lớn nhất? Em nghĩ là đầu tiên là cái sự tự lập của bản thân. Dạ. Yeah. Với em trước đây là có thời gian trước đây đi học là em hoàn toàn ở với gia đình và được gia đình chăm sóc. chăm sóc bao bọc, và sau khi em qua đây thì bản thân mình sẽ tự lập hơn, tự lập, biết tự chăm sóc cho bản thân, biết quản lý chi tiêu tài chính cá nhân. Dạ. Yeah. Em đây là lần đầu tiên ra nước ngoài của em hay là lần thứ mấy? Đây là lần thứ hai em ra nước ngoài. Trước đây là em có một thời gian một cái khóa intern ở Thái Lan khoảng 4 tháng. Và đây là lần thứ hai em ra nước ngoài. Vậy thì em nói tiếng Thái rất là giỏi. Không, trời ơi, đâu giỏi được, anh học qua có 4 tháng mà sao giỏi được, chỉ biết chào thôi, về điểm số thôi. Biết gì, Swadikap à, Swadikap, Hạch Thương Thập. Thì cái thời gian còn lại ở Đan Mạch thì em muốn làm được cái chuyện gì? Em tính tới thời gian điểm hiện tại thì em đã qua được 4 tháng và còn lại khoảng 14 tháng. Nói chung cũng dài. Em cũng có nhiều dự định cho tương lai, nếu có thời gian rảnh thì em sẽ đi du lịch một vài quốc gia xung quanh Đan Mạch. Dạ, như là có thể đi Pháp, Thụy Sĩ hoặc là Áo và Bỉ. Các quốc gia xung quanh Đan Mạch. Rồi thì qua đây thì kiếm tiền chứ sao giờ anh? Rất rõ ràng, rất cụ thể hả? Đầu tiên thì kiếm tiền đi, kiếm tiền, kiếm tiền. Xây dựng tương lai luôn. Dự định của em sau khi kết thúc chương trình Đan Mạch thì em sẽ làm gì tiếp theo? Cái dự định cái này là trước khi đã đi Đan Mạch luôn, là sau khi hoàn thành chương trình này em sẽ tiếp tục tìm kiếm học bổng để học lên chương trình thạc sĩ tại Thái Lan. Dạ. Yeah. Rất tuyệt vời. Thì em xin học bổng là toàn phần luôn hay là em sẽ dùng một phần tiền của chương trình Đan Mạch để em đi học? Dạ, hiện tại là nếu mà có học bổng toàn phần thì rất là ok cho em luôn. Nhưng mà chắc chắn em có học bổng toàn phần rồi anh. Chắc chắn rồi hả? Không, từ đó là em có đặt mục tiêu cho cái bản thân là sẽ tìm được học bổng toàn phần để đi học du học Thái Lan. Tại sao em lại chọn Thái Lan? Nói về Thái Lan thì trước đây em đã có một thời gian thực tập trao đổi tại Thái Lan 4 tháng. Em cảm thấy con người ở Thái Lan họ rất thân thiện. Sao ta? Đời sống, thời tiết và món ăn em thấy rất khá là tương đồng so với Việt Nam. Và em trong thời gian thực tập thì em xong sinh sống ở tại Bangkok 4 tháng thì em thấy sao ta? Em cảm thấy yêu thích cái nơi này.
Dạ, yêu thích con người ở đây. Tôi sẽ thích là 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 thích. Rồi, ok. À, dành cho những bạn ở Vĩnh Long sắp sang Đan Mạch thì em là một người đi trước, một người anh, đúng không? Thì em có lời khuyên gì cho các em ấy? Em nghĩ là đầu tiên là đầu tiên là các bạn nên đặt cái list mục tiêu cho bản thân trước, trong và sau khi mình tham gia chương trình tại Đan Mạch này, để mình list rõ cái mục tiêu của mình tại đây như thế nào. Rồi và tại cái thời gian thực tập Đan Mạch chỉ là 1.5 năm thôi, nó không có quá dài so với tương lai bạn của bạn sau này, thì các bạn nên đặt mục tiêu rõ, mục tiêu ở Đan Mạch và những cái mục tiêu, những cái dự định tương lai sau đó. Và em nghĩ quan trọng nhất ở Đan Mạch là các bạn nên trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình. Tại vì khi qua đây mình lao động, mình sinh sống, học tập, thì cái ngôn ngữ chính ở đây là mình sử dụng tiếng Anh. Nên cái việc trau dồi học tập và tăng cường khả năng tiếng Anh là cái điều quan trọng nhất. Khi mà các bạn đã đạt được cái khi mà các bạn đã quyết định chọn tham gia chương trình thực tập sinh Đan Mạch. Ok, một lời khuyên rất là chân thành, rất là hợp lý. Một nụ cười rất thân thiện. Xin cảm ơn Duy và những chia sẻ về cái hành trình của em ở Đan Mạch, mặc dù có hơn 2 tháng thôi. Nhưng mà nó rất 4 đầy tháng đủ rồi, 4 tháng à, 4 tháng. 4 tháng, gần 4 tháng rồi. 4 tháng nhưng rất là đầy đủ, rất là chi tiết, rất là rõ ràng để khi mình về nước. Nhân tiện này anh cũng cảm ơn Duy đã chuẩn bị những cái món ăn rất là ngon. Tụi anh ăn rất là nhiều, hy vọng là em không có cười. Nhưng mà thật sự rất là ngon. Anh hy vọng là khi mà em quay về Thái Lan, em sẽ quay về Việt Nam, em sẽ hoàn thành được cái nguyện vọng của mình để du học thạc sĩ Thái Lan. Và nói tiếng Thái thật là lưu loát. Ok, anh mai mốt học tiếng Thái, mình đang học được bài 1 rồi, nghỉ tháng nay rồi, chưa học tiếp nữa. Ok, rồi chúc cho Duy có thời gian Đan Mạch còn lại thật là vui, thật là hạnh phúc và mọi sự bình an, may mắn đến với em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi, em biết cái suột đó.